bị tố sờ soạng nữ bệnh nhân sinh năm 2007, học viên tường trình gì với Bệnh viện Việt Đức. Con rể đoạt mạng bố mẹ vợ khiến vợ trọng thương. Vụ bắt quả tang bán dự án ma ở Đồng Nai, 80 khách hàng tố cáo, tiền giao dịch 100 tỷ đồng. Tài xế say xỉn gây tai nạn khiến người tử vong rồi bỏ chạy. Bắt hai đối tượng mang dao đi trộm cướp để chống trả khi bị truy đuổi. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sờ soạng nữ bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức, mới đây trong bản tường trình của mình, nam học viên phòng chụp X-quang khẳng định không có hành vi thô bỉ như vậy. Sáng ngày 16 tháng 9, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, người bị tố là học viên, không phải là nhân viên của bệnh viện như bác sĩ hay kỹ thuật viên. Theo tường trình với bệnh viện, ekip trực trong đó có học viên, nói rằng biết đang có việc người nhà đứng ở ngoài quay camera qua ô cửa, ekip vẫn chụp như bình thường. Nam học viên cũng khẳng định không hề có hành động sờ soạng nào như trên mạng xã hội phản ánh. Thông tin từ bệnh viện, những ngày sau khi sự việc xảy ra, nam học viên nhận được tin nhắn từ phía gia đình của bệnh nhân, nên anh này tiếp tục báo cáo với bệnh viện. Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau khi yêu cầu ekip giải trình, báo cáo, bệnh viện đã chủ động cung cấp thông tin, trích xuất dữ liệu camera của viện, tin nhắn giữa gia đình bệnh nhân và học viên cho Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Bệnh viện cũng đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ đúng bản chất và hiện tượng, xử lý nghiêm nếu có vi phạm quy định pháp luật. Lực lượng công an đang củng cố chứng cứ. Ngày 15 tháng 9, cơ quan công an đã mời hai bên lên làm việc. Nam học viên có mặt nhưng gia đình và bệnh nhân không đến. Sự việc đang trong quá trình điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vị đại diện bệnh viện cũng cho biết, qua việc này, bệnh viện đã yêu cầu toàn bộ hệ thống của viện rút kinh nghiệm trong kỹ năng giao tiếp, tránh vô tình gây ra những tình huống hiểu lầm. Vị này cho biết, về nguyên tắc, khi chụp X-quang, bệnh nhân được yêu cầu kéo quần dài xuống, cởi áo ra là hoàn toàn bình thường, do liên quan đến khóa hoặc cúc áo, những đồ kim loại khi chụp lên sẽ mất phim, còn quần áo lót vẫn để nguyên. Cơ sở y tế này cũng cho biết, tới đây sẽ tăng cường các biện pháp giám sát như lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Thêm bằng chứng khách quan để phân xử, chấn chỉnh, xử lý những hành vi chưa đúng mực hoặc vi phạm. Nối tiếp bản tin sẽ là những cập nhật mới nhất về án mạng nghiêm trọng xảy ra ở Thái Nguyên. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, một gã con rể đã nhẫn tâm ra tay đoạt mạng bố mẹ vợ và khiến vợ trọng thương. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 15 tháng 9 tại tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hát. Thời điểm này, Hát xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ vợ là ông TVT, sinh năm 1948, và bà HTT, sinh năm 1962, và vợ là HTH, sinh năm 1994. Quá trình tranh cãi, Hát dùng hung khí tấn công 3 người, hậu quả khiến hai vợ chồng ông TVT tử vong, chị HTH bị thương nặng. Được biết, nghi phạm trước đó sống chung với bố mẹ vợ. Thời gian gần đây, vợ chồng Hát thường xuyên xảy ra xích mích. Tổ dân phố đã nhiều lần tổ chức hòa giải mâu thuẫn. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi phạm. Ngày 16 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Huỳnh Hữu Tường được xác định là chủ mưu đứng sau công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc bán dự án ảo. Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 31 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bắt quả tang công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc, trụ sở ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là công ty Lộc Phúc, đang mở sàn giao dịch bất động sản ma trên bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khống chế gần 190 đối tượng liên quan, trong đó có tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng là nạn nhân của công ty, đồng thời khám xét trụ sở công ty thu giữ hồ sơ tài liệu liên quan. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Huỳnh Hữu Tường chủ mưu cầm đầu nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp. Qua đấu tranh, các đối tượng khai một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty đã tự vẽ lên dự án, giao bán với giá 2-3 tỷ đồng. Số tiền công ty thu lợi bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Tường điều hành mọi hoạt động công ty nhưng thuê đối tượng Nguyễn Văn An, 27 tuổi, quê Tây Ninh, làm tổng giám đốc công ty. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, từ ngày 31 tháng 8 đến nay, đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi lừa đảo mua bán đất bất động sản của công ty Lộc Phúc với số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra những trường hợp tài xế sau khi gây va chạm nghiêm trọng đã bỏ rơi nạn nhân, khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Mới đây nhất, Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Chức, sinh năm 1980, ngụ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra làm rõ về hành vi gây tai nạn, tông người tử vong trên quốc lộ 20 rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trước đó, Trần Văn Chức điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên hướng Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới địa bàn xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, đã tông vào anh Vũ Hoàng Minh Nhật, sinh năm 1989, trú xã Lộc Nga, đang điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước. Cú tông rất mạnh khiến anh Nhật ngã xuống đường và tử vong khi được người dân chuyển tới bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, Trần Văn Chức điều khiển xe ô tô bỏ trốn tới vườn cà phê của người thân tại thôn Thanh Xá, xã Lộc Nga cất giấu. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm người gây tai nạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được nơi lẩn trốn của Trần Văn Chức, đồng thời tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Qua test nhanh, kết quả Trần Văn Chức âm tính với chất ma túy, nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn đo được là 0,941mg trên 1 lít khí thở. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, ngày 16 tháng 9, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thành Kiên, sinh năm 1985 và Trần Văn Nguyên, sinh năm 1987, cùng ở tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận thường mang theo dao để chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện và truy đuổi. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, tổ công tác Y11/141 Công an thành phố phối hợp Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung Cầu Đơ, phát hiện hai nam thanh niên di chuyển bằng một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 98D182845 có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác Y1 tiến hành dừng phương tiện để đưa vào khu vực căng dây phản quang thuộc vỉa hè phía trước địa chỉ số 269 Quang Trung, phường Quang Trung để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người các đối tượng có hai đầu vam phá khóa bằng kim loại, một con dao bầu bằng kim loại, dao phóng lợn, kích thước dài khoảng 30cm, lưỡi dao dài khoảng 25cm, lưỡi dao rộng khoảng 8cm, đầu nhọn, một tay công dài khoảng 15cm, ba đầu vam phá khóa bằng kim loại dài khoảng 8cm. Kiểm tra phương tiện xác định xe mô tô biển kiểm soát 98D182845 là xe mô tô do Nguyên và Kiên vừa trộm cắp được khoảng 12 giờ ngày 13 tháng 9 tại phố Vũ Trọng Khánh, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Đối với con dao mang theo, các đối tượng khai nhận dùng để chống trả lực lượng chức năng và người dân khi bị phát hiện truy đuổi. Thưa quý vị, chỉ cần một cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường nội đô Đà Nẵng sẽ lập tức bị ngập. Nguyên nhân là do hạ tầng thoát nước ngày càng nhỏ so với mật độ công trình, dân số ngày càng tăng, lượng xả thải ngày càng lớn cùng với ý thức người dân còn hạn chế. Để hạn chế thấp nhất việc ngập úng trong đô thị nội đô của thành phố Đà Nẵng, sáng nay Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh. Hoạt động có sự tham dự của nhiều lực lượng, trong đó có cộng đồng người dân cùng chung tay với chính quyền địa phương khơi thông dòng chảy tại các cửa thu nước, các tuyến cống nhằm nâng cao hiệu quả thoát nước, hạn chế đến mức thấp nhất ngập úng cục bộ. Dịp này, các địa phương cũng sẽ triển khai các giải pháp thoát nước, xử lý các điểm tắc nghẽn, vị trí xung yếu trong mùa mưa sắp đến. Qua kiểm tra thì cái cơ sở hạ tầng các cống thoát nước của địa bàn phường Nam Dương thì có một số tuyến đường nó đã xuống cấp hư hỏng nó lâu. Thì do đầu tư lâu nay nó cũng chưa được đầu tư cải tạo. Thì phường cũng đã báo cáo với quận cũng như thành phố và đưa vào với chương trình là đầu tư trong năm đấy. Về bên cạnh đó thì để giải quyết trước mắt thì phường cũng đã có ra quân vận động bà con, có nghĩa là chúng ta khơi thông những cái hố ga thoát nước. Đồng thời là cái mùa mưa này thì bà con phải lưu ý là không có để che chắn những vật dụng và những cái bạt để mà gây cái việc thoát nước trong mùa mưa. Việc mưa lớn gây ngập tại quận trung tâm Đà Nẵng là do hạ tầng thoát nước ngày càng nhỏ so với mật độ công trình và dân số ngày càng tăng, lượng xả thải ngày càng lớn cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây áp lực với hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Cái cửa thoát hẹp lại thì nước sẽ ngập ngập đường, úng. Từ đó, nếu mà đường xá mà mình ngập thì nước sẽ tràn vào nhà. Là hậu quả nó gây tai hại như thế nào cho không bao nhiêu nhà. Thì trước bà thì họ đồng ý, nhưng mà sau đó cô đi khỏi rồi thì họ vẫn cứ để như thế. Cô rất mong muốn là chính quyền địa phương mình có những cách gì xử lý và bắt họ ra soát lại những cái cửa thoát hẹp đó để mà thông lại. Để cho tránh cái hậu quả mà nước ngập ở lề đường. Thông qua các hoạt động này, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu mong muốn đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ chức năng của các công trình thoát nước, phát huy tính chủ động của Ủy ban Nhân dân các phường, các phòng ngành trong công tác phòng ngừa, rà soát và giải quyết được cơ bản tình trạng ngập úng cục bộ, góp phần nâng cao khả năng thoát nước trong mùa mưa. Như thường lệ, cuối bản tin sẽ là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ đầu mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm.
Cụ thể, đến thời kỳ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, số ngày rét vẫn ít hơn và các đợt rét cũng có xu hướng không kéo dài. Bên cạnh đó, tháng 10 năm 2023, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023, phổ biến cao hơn 0,5 đến 1,5 độ C. Dự báo xu hướng khí tượng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, bão ít khả năng hoạt động trên Biển Đông. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, số ngày rét đậm, rét hại có thể ít hơn so với trung bình nhiều năm, các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài. Trong thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô năm 2024. Tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, nhiệt độ trung bình trên hầu hết khắp cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 đến 1,5 độ C. Ngoài ra, từ nay đến cuối năm, Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Người dân đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp về cả quỹ đạo và cường độ. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất, quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube Báo Lao Động. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!